Hoài phong hổ bao, sức lực tạo văn là sơ ra. Hậu khi âm dương, họ đừng bị càng khôn. Mây càng nắm tu liền, nại hôi đã đa đa đa. Hù hòa tan đó danh đa đề, chạch trôi đẹp khắp ba nơi. Người người đều khiếp sợ, danh của bổ nhàng đời. Quay danh phụ tớ đâm, quỷ con, dạ. Tao sai mày xúc trần gian hết thích. Vậy có điều gì mới lạ hay về báo cha biết đi con. Dạ thưa cha, dạ, con mới vừa thám tính cha dạ ơi. Vậy cái gì? Đời giống chương gian vừa vừa tả thấy đó cha. À vậy à, dạ. Mày hay quá. Dạ. Chỗ nào dạ, mày cũng biết hết hả? Con đi rình mà. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 57 tuổi cha ơi. Đứa nào nhắc mày? Con nhìn lắm cháu bỏ nè cha. À nếu không có cha hồn trực giãn Tây Phương, còn nếu có cha hồn kia đều quyết rõ. Vậy thì nghe đi. Dạ. Hôm nay ba hồn bảy vía vẫn còn ở dương gian. Các con nghe lệnh của cha đi nè. Các con nghe lời cha vẫn cùng nhau sống ta thay. Bắt ra dòng hồn để đem về tận cấu đồng mô. Tất cấu lệnh cha chỉ dạy. Lời cha phán ra chỉ còn khá chỉ thi à. Lời à điểm binh ma chúng dương trần đau hạ giáo pháp đạo hiếu từ trẻ thành danh từ bi tôn nhã địa tạng chư phổ ra đây có nhớ bên
sao mà sao đó không nghe Yeah.
Thank you.
anh dù có đau quá ông ơi tài chỉ cái nghề cướp mất quá con người ta đứng đâu chốn nước mồ hôi làm tôi nhìn mất người còn đâu dài dài kính thưa các anh chị sẽ tài, kính thưa các bà con quan khách, đứng trước giảng của anh con, đây là chị dâu của con, xin đại diện tất cả anh chị em trong gia đình để có đôi lời cảm tạ các bạn cùng cô bác, kính thưa bà con cô bác, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này, không nỗi đau nào bằng sinh ly tử biệt. Chỉ còn đêm nay của tôi, ngày mai vậy, cái chiếc xe đang từ từ lăn bánh, thì anh vào cũng không sẽ liệt xa mấy anh già, liệt xa chị con, liệt xa các cháu, liệt xa tất cả bà cô hoa hồng nữ sứ, liệt xa tất cả bạn đồng nghiệp, mà sẽ đi muôn đời không trở lại, mê nhạc quá. Cái sự tận tình của bà cũng cố bán xin lại được xa xa xôi trần gian tâm tối. Tới nơi đây để chi cùng và tập tiếng những đứa anh có một lần sớm cuối. Bà cô cố bán ơi, căn nhà bối rối, chắc hẳn có điều chi xa xó. Xin khi bà con cố bán họ hàng xa gần, nguyện tình ta thương lùi cho gia đình của chúng con. Và đây là em trong gia đình, chúng em không có điều gì để đền ơn đáp ta, chỉ khổ quá khách là nguyện xuống đây lại tạ ơi lại này xin đi ra ta. Ông bà cô bác đồng tình bà tin ta, ông giờ ơi tìm em từ chào cuốn nơi xuôi ngày nào đến anh ra đây bài mai mùa ngày. Ha 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 ha. Quý cô, thiệu gia nhập gia đội mất ngay hồn đó. Cho gia tưởng ai đâu xa lạ, địa tạng dương Bồ Tát lai đáo hồng chân à. Ông xuống đây làm gì? À xuống đây để chút chân về miền cõi Phật. Rồi ok ok. Còn người thế nào? Thắp hương ngươi trở lại động thất mặt đó tu luyện cho đạt thành chân quả. Đừng lên dương gian để quay nhiễu chân lành. 99 hồn ta đã mất, chỉ còn trong hồn này nữa. Đạt thành chân quả, ông phải mau lui ra. Quỳnh Tiêu, ta đã hết lời khuyên dạy. Vậy nhà ngươi giận tay mắt nhắc ngộ, thì đừng trách tại sao ta không giúp. À, bao nhiêu lời nhỏ nhẹ, ông chẳng còn một cả ngăn. Đúng rồi, hãy xem ta chỗ lực thật khơi. Thôi hãy im lời à. Chúng dương trần ta đây à. Kiếm cơ bất cơ trong ma hồn à. Về chốn động thiền để mà luyện phép thần thông. Nếu
điều không hãy lui đà biết bao nhiêu thì đời sống đợt lâu lâu ya ta đã xuống đời này ya thì biết mất có hồn linh à chớ kém làm gì muốn lòng ta cố lên thật hoài. Lời nhỏ nhẹ các người một bước cắn nghe nha. Được, hãy xin ba chỗ lực thật quay để xin xin cái gì. Ba đảo hai cao hai thấp. Quỳnh Quỳnh Diệu đã ông một bước cắn nghe nha. Được, hãy xin đây. Nam mô A Di Đà Phật.
thương lạc khúc. Còn tận xa kia ta đổi lại trong dương gian, vậy các con đâu đó sẵn sàng sáng minh nhật đưa thi lễ nam mô a di đà phật. Lời kia đại dương dạy cho con nghĩ như này, giọng bên kia không còn trên dương thế, hãy theo bọn ánh sáng học quan về nơi là phương tây phương. Niệm chân linh để xóa kiếp luân hồi, cho chân linh được nhẹ nhàng siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ. Hồng sao sông nước dốc lên anh của con nghe nhà siêu tốt tháo nổi ngõ ngọc đan để làm lễ cảm quan tiễn đưa anh về liền mọi phận nổi nước lên.
ngày mai này là lễ động quan, giờ xin lỗi cô Hồng Đăng đưa hương linh về biển.